Đây là nửa con cua. Nha, mình đang có mặt ở quán bánh canh cua Thúy, giá 35.000 một tô. Đằng kia là ngã tư Tân Thành. Đây là đoạn đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua phường Phú Tân nha. Đằng kia là ngã tư Tân Thành. Một người chạy đến đây là có thể gặp được quán bánh canh cua Thúy nè. Bây giờ mình sẽ qua. Đây có bán cua sống luôn hả? Rồi đây có bán cua sống mang về, nhưng mà mình đến đây thì mình mua cua chứ mình sẽ ăn bánh canh cua ở đây để xem cua như thế nào nha mọi người. Bán cho em một tấn canh cua đi anh. Rồi, okay. Rồi, này bán sao một phần thôi? À, có 35 ngàn, với lại là hạt cẩm là 55. Cua xé của tôi nè. Rồi, được rồi. Thôi vậy cho một phần cua, chứ cho bác bán nửa cua được không? Được, có một nửa cua luôn, 55 rồi. Ngàn à. À, 55 ngàn nửa cua hả? Đúng rồi. Rồi cho một phần tô bánh canh với nửa cua thôi. Rồi, okay. Rồi, đầy đủ nha. Rồi. Đây là phần tô bánh canh thập cẩm của mình nha mọi người. Đó, hồi nãy mình có kêu anh chủ mở cho mình đầy đủ luôn. Tô này là khoảng 100k lận nha, chứ không phải là... Ở đây mình có một chén muối xanh nè mọi người. Mình cho chanh vô bánh canh nha. Rồi tô này 100 ngàn lận nha. Chị cho mình một cái dĩa cháo quẩy thêm nè. Nhúng này thì nó nóng lên. Mình sẽ cho ớt vô trước. Đây là mình có kêu cái phần này là nửa con cua nha. Mình cho bạn xem nửa con cua này. Ây da, trời ơi, quá. Đây là nửa con cua. Một con tôm. Có một phần giò phanh nữa nè mà, hay là heo nha. Còn giòn lắm mọi người. Người chả cá. Dài. Nước cơm. Mọi người ghé dùm thử nha. Bến Tre thì ít có quán nào bán bánh cua không? Quyết. Cô này là của mình là 100.000 lận nha. Nên mọi người đừng có thắc mắc nha. Ở quán thì bán 35.000 nhưng mình vô kêu tôi đặc biệt. Đây là bò viên. Để mình dùng thử con cua nha mọi người. Do nóng quá. Tôi với mọi người. Mọi người nên đến Nam đến đây dùng thử nha, bánh canh cua ở nơi gần ngã tư Tân Thành nè. Bạn không thích ăn cua thì có thể ăn với thịt heo.
chào cả nhà nha. Mọi người nhớ xem, nhớ follow, nhớ đăng ký kênh của em nha. Em cảm ơn tất cả mọi người, xin chào cả nhà.